Theo báo chí Nga, người mà ông chủ điện Kremlin gọi là chỉ huy thực sự của Wagner có tên là Andrei Joseph, với bí danh xe đời, tức là tóc bạc. Joseph sinh vào tháng 4 năm 1953 tại Leningrad, vị đại tá đã về hưu này được coi là một anh hùng ở Nga. Andrei Joseph đã nhận được hai huân chương sao đỏ, huân chương quân sự từ thời Liên Xô cũ về những cống hiến đặc biệt. Sĩ quan này cũng được tặng thưởng hai huân chương dũng cảm và một huân chương công huân tổ quốc người có công với tổ quốc vì đã tham gia các chiến dịch quân sự ở Chechnya vào nửa cuối thập niên 1990. Cuối cùng, Andrei Joseph được phong danh hiệu anh hùng nước Nga vào năm 2016, danh hiệu cao quý nhất của nước này, sau khi tham gia đánh chiếm Pamira ở Syria khi đối đầu với các chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Joseph lúc đó đã về hưu và làm việc cho nhóm Wagner. Tóc Bạc cũng là cựu thành viên của đơn vị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, lực lượng đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga và lực lượng can thiệp nhanh. Một đơn vị tinh nhuệ trực thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Nga thường được huy động chống tội phạm có tổ chức và khủng bố. Bị Liên minh châu Âu EU trừng phạt vì vai trò của mình trong các hoạt động quân sự của tập đoàn Wagner ở Syria, Andrei Chosev được EU mô tả là giám đốc điều hành của tập đoàn lính bán quân sự này. Theo một tài liệu được soạn vào năm 2021, nêu chi tiết các biện pháp trừng phạt đối với một số nhân vật và thực thể của Nga, Joseph đặc biệt tham gia vào các chiến dịch tại khu vực Deanzol. Nhân vật này có đóng góp quan trọng vào nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và theo đó, hỗ trợ và được hưởng lợi từ chế độ Syria. Chính quyền Anh cũng nhận định rằng cựu đại tá quân đội Nga là giám đốc điều hành của nhóm Wagner. Như vậy, ông ta ủng hộ chế độ Syria và là thành viên của lực lượng dân quân đàn áp thường dân ở Syria. Trong số các cộng sự thân cận của Joseph có Dmitry Utkin, cựu sĩ quan tình báo quân đội Nga, đồng thời là người đồng sáng lập tập đoàn Wagner. Một bức ảnh chụp ở tiệc chiêu đãi tại Điện Kremlin vào năm 2016 cho thấy Vladimir Putin đứng cạnh Andrei Chosev và Dmitry Utkin, đeo rất nhiều huân chương quân sự. Trong ảnh còn có hai chỉ huy khác của Wagner là Andrei Bogatov và Alexander Kuznetsov. Các nhà báo Nga từng thuật lại về giai đoạn ông Chosev nghiện rượu nặng vào năm 2017 khiến ông phải nhập viện. Theo truyền thông địa phương Fontenka, Andrei Chotsev được phát hiện trong tình trạng say xỉn trên đường phố xanh Petersburg. Các nhân viên y tế sau đó đã rất ngạc nhiên khi phát hiện trên người ông có 5 triệu giúp gần 55.000 euro theo tỷ giá hiện tại, 5.000 đô la tiền mặt, bản đồ Syria, biên lai mua súng và một vé máy bay đến thành phố Krasnodar. Vladimir Putin đề xuất chỉ định Andrei Chotsev làm người thay thế Prigozhin vào thời điểm tương lai của ông chủ nhóm Wagner ngày càng bất định. Prigozhin đã không còn xuất hiện trước công chúng từ hôm 24 tháng 6. Ngày ông ta tiến hành nổi loạn chống lại bộ chỉ huy quân sự nga. Cho đến giờ, số phận của nhóm bán quân sự này vẫn là ẩn số. Các nguồn tin Ukraine đưa tin hôm 15 tháng 7 rằng lực lượng đầu tiên của Wagner đã đến Belarus. Theo Tatiana Stanovaya, một nhà nghiên cứu không thường trú tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, tổng thống nga hiện muốn phân biệt rõ ràng giữa các chiến binh của Wagner, những người mà ông có thể khai thác kinh nghiệm và chuyên môn, và thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê người mà ông hiện coi là liều lĩnh và không đáng tin cậy. Tatiana Stanovaia giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times của Mỹ họ muốn bảo tồn cốt lõi của Wagner, nhưng dưới sự chỉ huy của ban lãnh đạo khác, chắc chắn phải trung thành hơn nhiều và có thể kiểm soát được. Đầu tháng 7, Newsweek tiết lộ thông tin có thể làm sáng tỏ quyết định của Vladimir Putin. Sau cuộc nổi loạn bất thành của Brigozin, Andrei Joseph bị sa thải khỏi tập đoàn Wagner vì vạch trần kế hoạch của ông chủ tuần báo của mỹ dựa trên một tài liệu được cho là do cơ quan an ninh liên bang nga dò dỉ và lan truyền trên mạng telegram của nga nguồn tin này tiết lộ rằng andrei chosev đã thông báo cho các quan chức cấp cao của điện kremlin về kế hoạch nổi loạn của nhóm wagner các bạn thân yêu ơi hãy mau nhấn like chia sẻ đăng ký subscribe kênh sa bản quân sự để nhận tin mới nhất về chính trị quân sự trong nước và quốc tế nhé